Vì một tai nạn bất ngờ, tôi tái sinh vào ngày đầu tiên khai giảng năm 4 đại học và ràng buộc thời gian. Tôi thao tác, mở ra một ngôi trường tuyệt vời. Tôi đã tái sinh. Ngồi trong ký túc xá đại học, Sở Tinh Hà đã mất nguyên một tiếng đồng hồ mới chấp nhận được sự thật này. Xung quanh là ký túc xá quen thuộc. Ký ức trước đây đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Hệ thống rút thăm thần bảo ràng buộc thành công. Hệ thống sao? Tôi đã tái sinh rồi. Có một hệ thống dường như cũng rất bình thường. Hệ thống giới thiệu một chút chức năng của ngươi. Hệ thống này là hệ thống rút thăm. Chủ thể mỗi ngày có thể rút thăm một lần. Phần thưởng nhận được hoàn toàn ngẫu nhiên. Hệ thống rút thăm có thể rút được gì vậy? Cơ hội rút thăm hôm nay đã được phát. Chủ thể có thể trực tiếp tiến hành rút thăm, tặng thêm 2 lần cơ hội rút thăm cho người mới. Hệ thống rút thăm. Chúc mừng chủ thể nhận được 10 tỷ tiền mặt, một bộ biệt thự Vân Đan Tân Viên, thêm một chiếc Lamborghini Veneno. Cái này cũng quá giả đi. Đột nhiên điện thoại của Sở Tinh Hà rung lên. Lấy điện thoại ra xem. 10 tỷ thật sự đã vào tài khoản. Hệ thống này quá xịn. Tôi nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có thể rút thăm như vậy, liền không nhịn được càng thêm hưng phấn. Đợi tôi rút thăm vài tháng, tôi ước tính có thể giàu ngang một quốc gia. Đẹp mẹ, đây là tên đại gia nào vậy? Lamborghini Veneno. Đây chính là siêu xe đấy. Siêu xe mà cũng tùy tiện đậu ở ven đường. Đại gia đơn giản là vô nhân tính. Tiếng ồn ào náo nhiệt dưới lầu thu hút sự chú ý của tôi. Nhìn xuống dưới, liền thấy một chiếc Lamborghini đậu ở ven đường. Phần thưởng thứ hai của hệ thống cũng đã đến tài khoản, hơn nữa trực tiếp gửi đến dưới lầu ký túc xá. Hệ thống thật sự quá chu đáo. Vài chục giây sau, tôi đi xuống lầu ký túc xá, nhìn thấy một đám người đứng bên cạnh chiếc xe đó. Đẹp mẹ, đây chính là Lamborghini Veneno đấy. Bình thường chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh siêu xe. Lợi hại như vậy, chiếc xe này phải vài trăm triệu chứ. Vài trăm triệu đây chính là siêu xe. Tùy tiện cũng phải nghìn vạn khởi bước. Nghìn vạn khởi bước, nếu tôi có thể trở thành bạn gái của vị đại gia này thì tốt quá. Xung quanh xe của tôi có mấy cô gái đang xếp hàng. Họ đang giơ điện thoại tự sướng. Tôi vừa định đi qua lái xe đi, lại bị một cô gái chặn lại. Anh vội gì vậy? Muốn chụp ảnh, xếp hàng ở phía sau đi. Không thấy nhiều người đang xếp hàng sao? Tôi nghe xong không nói gì, chỉ là lấy ra chìa khóa xe. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ khiến tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. Bây giờ tôi có thể đi qua được chưa? Nói xong tôi cũng không quan tâm phản ứng của người xung quanh, trực tiếp vượt qua họ ngồi vào trong xe. Trong lòng tôi có được sự thỏa mãn chưa từng có. Điều này thực sự quá sướng, khó trách ai cũng muốn làm người giàu. Tôi vừa định lái xe rời đi, phát hiện cô gái xinh đẹp vừa chặn tôi lại đi tới. Xin lỗi nhé, anh đẹp trai vừa rồi là em sai. Vậy đây chính là lời xin lỗi của em sao? Tôi không muốn so đo với em. Sau này chú ý một chút. Anh đẹp trai, anh yên tâm, em hứa với anh, loại chuyện này sau này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Anh đẹp trai có thể cho em một phương thức liên lạc được không? Lý do người phụ nữ này lại chủ động như vậy cũng là vì chiếc Lamborghini Veneno này. Được thôi, nhưng để lần sau đi. Hôm nay tôi có việc. Nói xong, tôi nhấn ga phóng đi khỏi nơi này. Chỉ còn lại ánh mắt ghen tị của họ. Sau nửa tiếng lái xe, tôi quay lại dưới lầu ký túc xá. Cô ấy thậm chí còn chưa đi. Sao cô còn chưa đi? Anh đẹp trai, anh nói, lần sau để lại phương thức liên lạc. Bây giờ có thể được chưa? Được rồi, có thể. Sau khi để lại phương thức liên lạc cho nhau, tôi quay người chuẩn bị về ký túc xá. Đúng rồi, anh đẹp trai, em tên là Thẩm Mộng Giao. Anh tên gì? Sở Tinh Hà, hai phần thưởng đều đã đến tài khoản. Biệt thự Vân Đan Tân Viên sao vẫn chưa đến tài khoản? Sở đẹp trai bây giờ có rảnh không? Sao vậy, có chuyện gì à? Là như vậy, có chuyện muốn thương lượng với anh một chút. Sáng nay, chúng ta không phải có mấy người dùng xe của anh chụp ảnh sao? Chúng em đã thương lượng một chút, muốn chuyển cho anh 2.000 tệ. Coi như bồi thường. Chỉ là bồi thường thôi à? Thật ra cũng có ý nghĩ khác. Xe của anh không phải siêu xe sao? Chúng em đang nghĩ đến việc thuê xe của anh. Không làm gì khác, chỉ chụp vài tấm ảnh. Thôi bỏ đi, không hứng thú. Tôi trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Mộng Giao, một trong tứ đại hoa khôi của Đại học Vân Châu, lại bị người ta cúp máy. Sau đó, tôi chuẩn bị đi xem biệt thự hệ thống tặng cho mình. Đồ chó chắn ở đây làm gì? Không biết chó ngoan không chắn đường à? Ba người trước mặt chính là những người thường xuyên bắt nạt mình trước khi tái sinh. Mày nói lại lần nữa, tao nói chó ngoan không chắn đường. Sở Tinh Hà, mày sao lại động thủ đánh người vậy? Sao mày cũng ngứa ra rồi à? Sở Tinh Hà, mày đánh người như vậy, không sợ tao mách giáo viên chủ nhiệm à? Được thôi, mày cứ đi nói đi. Nhưng trước đó, tụi bay ai cũng chạy không thoát. Ba đứa bay nhớ cho kỹ, sau này gặp tụi bay một lần ta đánh một lần. Tại sao anh cúp máy của em? Cô nghĩ sao? Anh thấy em cho ít quá à? Haha, cô nghĩ tôi thiếu tiền sao? Nhưng cô thật sự muốn chụp ảnh với xe của tôi. Muốn, tôi chắc chắn không thể cho cô thuê xe. Nhưng cô muốn chụp ảnh. Có thể, cô không chỉ có thể chụp ảnh, thậm chí còn có thể ngồi ghế phụ. Nhưng có một điều kiện, cô phải đi cùng tôi một chuyến. Đi ra ngoài đi đâu? Cô biết Vân Đan Tân Viên không? Biết. Vân Đan Tân Viên là dự án biệt thự lớn nhất Vân Châu, mà cũng cao cấp nhất. Tôi có một căn biệt thự ở đó. Bây giờ muốn qua đó xem. Nếu cô đồng ý thì cùng tôi qua đó. Đến đó rồi cô muốn chụp thế nào cũng được. Em đồng ý. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài tìm ai? Tôi là chủ nhà ở đây, Sở Tinh Hà. Hệ thống của thật đã thưởng cho Sở Tinh Hà một căn biệt thự ở Vân Đoan Tinh Viên, nhưng cụ thể là tòa nào, anh ấy thật sự không biết. Hóa ra ngài chính là tân chủ nhân tôn quý của biệt thự số 1. Hoan nghênh nhập chủ biệt thự số 1 Vân Đoan Tinh Viên. Có bất kỳ vấn đề gì, có thể bất cứ lúc nào liên lạc với chúng tôi qua điện thoại nội bộ. Thế nào, chụp ảnh ở đây có phải tốt hơn ở trường không? Đúng rồi, hệ thống rút thăm của mình đâu, mau rút thăm. Chúc mừng chủ thể nhận được Thiên Nam Plaza ở Vân Châu. Thiên Nam Plaza. Thiên Nam Plaza là trung tâm mua sắm lớn nhất và sầm uất nhất ở Vân Châu. Sở ca sao vậy? Sao lại cười vui vẻ vậy? Đương nhiên là chuyện tốt. Chuyện tốt gì vậy? Lát nữa em sẽ biết. Đúng rồi, em không phải còn muốn chụp ảnh sao? Chụp xong ảnh chúng ta đi mua sắm. Được.
Sao lại đổi chủ vậy? Chuyện này là từ khi nào vậy? Sao tôi không biết? Đây chính là Thiên Nam vừa là sở đấy. Đầu tư nhiều như vậy, sao ông chủ nỡ bán chứ? Tôi biết mọi người đều khó chấp nhận. Tân chủ đưa ra mức giá mà ông chủ cũng không thể từ chối. Theo tin tức tôi vừa nhận được, tân chủ sẽ đến rất nhanh. Tôi không hy vọng bất kỳ ai trong các anh làm bất cứ điều gì khiến tân chủ không hài lòng. Thẩm tổng đã hơn nửa tiếng rồi, tân chủ không đến nữa sao? Không đến mức đó. Đây là tin tức do chính miệng ông chủ nói. Tôi gọi điện thoại hỏi thử xem có phải Sở Tiên Sinh không. Tôi là Thẩm Thiên Nhất, tổng giám đốc Thiên Đường Tô La Sư. Tôi là Sở Tinh Hà. Sở Tiên Sinh bên ngài có gặp phải rắc rối gì không? Nếu có, xin hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ lập tức nghĩ cách giúp ngài giải quyết. Không có, tôi đã đến rồi. Đến rồi. Ngẩng đầu nhìn phía trước, Sở Tiên Sinh cuối cùng cũng gặp được ngài. Thẩm Thiên Nhất, Thẩm tổng. Đúng vậy Sở Tiên Sinh, tôi là Thẩm Thiên Nhất. Thẩm tổng, chuyện Thiên Nam Vô La Sơ đổi chủ anh đã rõ rồi chứ? Nếu là tôi trước đây đối mặt với nhân vật lớn như vậy, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Đã rõ rồi, tôi xin thay mặt toàn thể nhân viên Thiên Nam Plaza hoan nghênh Sở Tiên Sinh đến đây. Sao Thiên Nam Plaza cũng là của anh ấy? Rốt cuộc anh ấy có bao nhiêu tiền? Phía sau tôi chính là ban quản lý Thiên Nam Plaza. Ngài có muốn đi kiểm tra công việc bây giờ không? Không cần kiểm tra công việc, Thiên Nam Plaza có thể đạt được thành tích như bây giờ, đủ để chứng minh năng lực của các anh. Có thể nhận được sự công nhận của Sở Tiên Sinh là vinh hạnh của chúng tôi. Cũng đã gặp rồi, nếu không có chuyện gì khác thì thôi vậy. Tôi dẫn bạn gái vào trong đi dạo một chút, có thể hội viên hay gì đó anh làm giúp một cái. Chuyện này dễ nói, cô gái họ gì? Em họ Thẩm. Thẩm tiểu thư chờ chút, tôi lập tức cho người đi làm. Anh đi làm một thẻ hội viên siêu cấp. Ông chủ, thẻ hội viên đã cho người đi làm rồi. Nếu ngài không phiền thì có thể đi dạo trước. Lát nữa sẽ có người đưa thẻ hội viên đến tay ngài. Được, vậy tôi đi dạo trước. Thật không ngờ tân chủ lại trẻ như vậy. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ. Đúng rồi, bảo tất cả mọi người đều phải tỉnh táo lên. Tân chủ lần đầu đến Cơ La Sơ, xảy ra chuyện gì các anh đều chờ đó cho tôi. Sợ các anh lại là ông chủ Thiên Nam. Thẩm Mộng Giao vẫn còn hơi không dám tin. Trước đó cô còn tưởng Sở Tinh Hà chỉ đơn thuần là con nhà giàu thế hệ 2. Đúng vậy sao? Không không, chỉ là hơi bị sốc thôi. Đây chính là Thiên Nam Vờ La Sơ đấy. Chúng em đều đã bàn luận riêng, ông chủ của Cơ La Sơ này là nhân vật lớn như thế nào. Không ngờ lại là anh. Cái này tính là gì? Sau này khi ở bên anh lâu hơn, em sẽ thấy nhiều hơn nữa. Sở ca anh về trước đây. Về đi nghỉ ngơi đi. Xung quanh không ít sinh viên đã nhìn thấy cảnh này. Ô, cô gái xinh đẹp này hơi quen quen. Đương nhiên rồi, cô ấy là Thẩm Mộng Giao. Làm sao mà không quen được? Hoa khôi này không phải nói là không hẹn hò trong trường sao? Đó đều là nói nhảm. Nhìn xem chiếc xe kia, đó chính là Lamborghini Veneno. Sau khi đỗ xe xong, tôi cũng quay lại ký túc xá. Ba tên vô hồn trong ký túc xá đều có mặt. Sau khi bị đánh một trận hôm qua, trong lòng họ vẫn còn hơi sợ tôi. Sợ gì nữa, muốn bị đánh tiếp à? Sở Thanh Hà, chúng ta đều là bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng đừng quá đáng như vậy. Bạn cùng phòng bây giờ mới nhớ ra chúng ta là bạn cùng phòng à? Trước đây khi các người bắt nạt tôi, sao không nghĩ đến chuyện này? Lúc này điện thoại có cuộc gọi đến. Cô giáo chủ nhiệm tôi là Sở Tinh Hà. Sở Tinh Hà, tôi nghe đây, nghe nói cậu bắt nạt bạn học, bất tiện cậu qua đây một chút được không? Tôi bây giờ đi qua chỗ cô giáo chủ nhiệm. Nếu để tôi tra ra ai tố cáo tôi, đừng trách tôi không khách khí. Anh Ninh làm sao đây? Anh ta hẳn sẽ còn tìm tôi phiền toái đấy. Sợ gì, tôi có cách xử lý anh ta. Cô Trần, tôi đến đây. Sở Tinh Hà, cậu cũng biết tại sao tôi gọi cậu đến. Về việc cậu bắt nạt bạn học, có gì muốn nói không? Không có gì để nói. Cô Trần trong lòng đã rõ. Ý gì? Cậu muốn nói có nguyên nhân khác? Cô Trần, người tố cáo tôi chắc là Vương Ninh và bọn họ đúng không? Cô Trần Uyển Uyển không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Cô không rõ mối quan hệ giữa tôi và họ, nhưng các bạn cùng lớp chắc rất rõ. Mấy năm nay luôn là họ bắt nạt tôi. Những chuyện này cô cũng chưa từng hỏi đến. Nói như vậy thì có lẽ thật sự có nguyên nhân khác, thậm chí không loại trừ khả năng họ là kẻ xấu tố cáo trước. Sở Tinh Hà, cậu yên tâm, vụ việc này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Thôi bỏ đi cô Trần, tốt ý tôi hiểu rồi. Sau này có chuyện gì cậu nhất định phải nói với tôi ngay. Khi quay lại ký túc xá, tôi thấy ba đứa kia đều không có mặt. Không quan tâm chúng ngủ đâu. Tôi leo lên giường, rất nhanh đã ngủ say. Sở ca, Sở ca, anh tỉnh rồi. Sở ca, quấy rầy giấc ngủ của tôi, các người muốn chết rồi à? Không không, Sở ca đừng giận. Nói đi, có chuyện gì Sở ca? Chúng tôi đến xin lỗi anh đấy. Sở ca, chúng tôi đến xin lỗi anh. Tôi đánh các người, kết quả các người xin lỗi tôi. Mặt trời mọc ở phía tây rồi à? Dù sao trước đây chính chúng tôi bắt nạt anh, chúng tôi cũng đáng đời. Hơn nữa chúng tôi cũng nhận ra đều là bạn cùng phòng, không cần thiết phải cứng nhắc như vậy. Đúng đúng, cho nên chúng tôi muốn mời anh đi ăn, uống vài ly nữa. Hy vọng Sở ca có thể bỏ qua. Sau này chúng tôi cam đoan tuyệt đối không làm phiền anh nữa. Được rồi, mời tôi đi ăn à? Các người định địa điểm đi. Vậy thì dạ sắc bên kia được không? Những gì các người nói có thật không? Là thật, là thật. Vương Ninh đâu xa, chỉ có hai người xin lỗi. Anh Ninh đi đặt chỗ rồi. Đây không phải là thể hiện thiện chí sao? Anh bảo đợi chút, khi anh ta đến thì anh ra tay đi. Chỉ là dạy dỗ một sinh viên đại học thôi. Anh ta rất hung hăng ở trường, tôi không làm gì được anh ta, cho nên chỉ có thể nhờ anh Bảo. Chỉ hung hăng ở trường không tính là tài năng. Đến đây thì tôi nói mới là quyết định. Anh Bảo gật đầu đi. Đây là 4.000 tệ, không đủ cho anh Bảo. 4.000 còn chưa đủ. Vương Ninh, mày quên danh tiếng của anh Bảo trong giới rồi à? Chỉ riêng cái mặt của tao cũng không chỉ có 4.000 tệ. Vậy anh Bảo, anh nói một con số. 8.000, tao làm việc cầu may mắn 8.000. Sao lại đắt thế? Không phải anh Bảo, giá này có phải cao quá không? Nhiều hay ít đó là vấn đề của mày. Mày đã nhờ tao ra tay thì phải chuẩn bị đầy đủ.
nhưng mày cũng khá hiểu chuyện. Anh báo cho mày một cái mặt, giảm giá 7.800, 3.600 còn lại cho tao sớm nhất có thể. Sở ca chính là ở đây. Đây là quán bar tốt nhất gần trường đại học của chúng ta. Chúng tôi mời anh ở đây. Đủ ý nghĩa chứ? Vậy thôi, Vương Minh đâu rồi, mọi người đã đến hết, anh ta ở đâu? Anh Ninh đang ở trong, đã đợi chúng ta rồi. Chúng ta cứ vào thẳng là được, hì hì. Tiếp tục câu chuyện nhóm ba người trong ký túc xá dẫn mình đến tiệc rượu. Xem tôi trừng trị chúng như thế nào. Lại đến lúc rút thăm rồi. Hệ thống rút thăm. Chúc mừng chủ thể nhận được quán bar dạ sắc. Này cũng trùng hợp quá nhỉ. Nói về giá trị thì quán bar dạ sắc cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng ở thời điểm hiện tại cũng khá ổn. Đang khi tôi đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên reo lên. Xin chào, có phải Sở tiên sinh không ạ? Đúng là tôi. Chào Sở tiên sinh, tôi là người phụ trách quán bar dạ sắc Giang Đào. Tôi vừa nhận được tin tức ngài đã mua lại quán bar, cho nên muốn hỏi ngài khi nào ngài có thời gian qua đây. Chúng tôi làm thủ tục bàn giao, không cần sắp xếp thời gian. Tôi hiện tại đang ở dạ sắc. Ngài ở đâu tôi qua ngay. Phòng VIP xấu nhất bên trái tầng 2, đi qua đi. Nói xong tôi cúp máy. Vào trong đi. Sở ca anh vào trước đi. Tôi và anh kia đi vệ sinh một chút. Chính là mày tên Sở Tinh Hà. Ta là Sở Tinh Hà thì sao? Đây là địa bàn của ta mày không biết à? Nói xong anh ta định động thủ. Thôi đừng giả vờ nữa. Là tên Vương Minh vô dụng kia nhờ các người đến phải không? Mày biết thế nào? Mày dám động vào ta thử xem. Thằng nhóc mày thật hung hăng. Thật nghĩ ta không dám động vào mày à? Mày tưởng mày là ai? Mày coi đây là quán bar của nhà mày à? Quán bar này thật ra là của ta. Mày thật biết nói suông. Tôi xin nữa là tin mày rồi. Anh ta từ trên bàn cầm lấy một chai rượu, đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Đứng lại đấy Giang Đào. Tuy Giang Đào không tính là nhân vật lớn gì, nhưng trên miếng đất này vẫn có chút địa vị. Không phải anh Đào đấy ư? Sao anh lại đến? Tôi sao lại không đến? Anh định phá quán bar của tôi phải không? Đâu có chuyện đó. Anh cho tôi thêm chút can đảm nữa. Tôi cũng không dám. Sở tiên sinh thật sự xin lỗi, để ngài phải gặp chuyện như vậy ở đây. Ừ Sở tiên sinh, may mà ngài không sao. Chuyện hôm nay thật sự rất xin lỗi. Trước đó không biết ngài sẽ đến, nên đã để chúng nó làm loạn ở đây. Ngươi không nghe thấy lời Sở tiên sinh nói sao? Mau cút ra khỏi đây cho ta. Sở tiên sinh thật sự rất xin lỗi. Được rồi, nói chuyện chính đi. Việc kinh doanh và quản lý quán bar này ta sẽ không can thiệp, hoàn toàn giao cho người phụ trách. Sau này nếu có chuyện gì liên lạc không được, ta có thể liên lạc với Thẩm Thiên Nhất ở Thiên Nam Plaza. Ngươi và anh ta có cùng một địa vị. Thiên Nam Plaza? Chẳng lẽ anh ta chính là tân chủ Thiên Nam? Nghĩ đến đây, anh ta không dám nghĩ tiếp nữa. Chủ nhân, sau này ngài có chuyện gì cứ ra lệnh. Giang Đào, tôi xin tuân lệnh vâng mệnh. Được rồi, tôi về đây. Anh cứ làm việc đi chủ nhân. Ngài đi đâu để tôi đưa? Không cần tôi về trường. Sự sửng sốt tôi gây cho anh ta thật quá lớn. Anh ta một lúc vẫn chưa hồi phục. Khi về đến ký túc xá, Vương Ninh thấy tôi vẹn toàn, lập tức nổi giận. Ngay sau đó đã gọi điện cho anh Bảo. Anh bảo tôi là Vương Ninh. Anh làm sao vậy? Giao dịch đã nói rồi đấy. Anh bảo anh phải giải thích cho tôi đấy. Giải thích gì tôi phải giải thích à? Hay là tôi hoàn lại tiền cho mày? Vương Ninh hơi ngỡ ngàng. Anh ta không ngờ anh bảo lại dễ nói vậy. Anh bảo anh nói thật à? Ừ, lần này là lỗi của tao. Tao đang ở gần Vân Đại. Mày qua đây, tao trả lại tiền cho mày. Được anh Bảo, anh đợi chút, tôi qua ngay. Vương Ninh cũng không nghĩ nhiều, liền lập tức chạy qua đó. Anh Bảo, tiền đâu? Anh làm tôi bị như vậy, còn muốn tiền nữa à? Mày biết anh ta là ai không? Anh ta là chủ nhân dạ sắc. Sau này gặp mày một lần, tao đánh mày một lần. Thời gian đến thứ 6, Sở Tinh Hà thức dậy vào buổi liền sáng, bắt đầu rút thăm. Hệ thống rút thăm. Chúc mừng chủ thể nhận được một lượt đan thủ thể cấp thấp. Đan thủ thể? Anh ta không biết đó là cái gì, nhưng đây là phần thưởng không phải tài sản đầu tiên mà hệ thống phát ra. Sau khi dùng đan thủ thể, có thể thực hiện một lần rèn luyện thân thể cho chủ thể, khiến năng lực cơ thể của chủ thể trở nên tốt hơn. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi trực tiếp nuốt viên đan dược. Viên đan tan ngay khi vào miệng, nó hóa thành một luồng khí nóng lan tỏa khắp cơ thể. Thật tuyệt. Khó trách lại được làm phần thưởng rút thăm riêng. Ngồi trong ký túc xá, Sở Tinh Hà nghĩ ngợi. Chiếc xe của tôi bây giờ có phải quá hào nhoáng không nhỉ? Hay là đổi sang một chiếc xe kín đáo hơn đi? Nói rồi anh ta lái xe đến đại lý BMW 4AC. Xin chào, chào mừng quý khách đến đại lý BMW Tinh Dư Vân Châu. Xin hỏi quý khách có ưng ý dòng xe nào không? Giám đốc Hứa, anh là Sở Tinh Hà. Thấy đối phương gọi tên mình, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Anh là? Tôi là Hứa Thi Đình. Hứa Thi Đình, chúng ta là bạn cùng trường cấp 3. Nguyên lai là cậu đấy. Bạn cũ thật đúng là gái đẹp 18 tuổi không sai. Đúng vậy, không ngờ lại gặp lại ở đây. Cũng là duyên phận, tôi không nhớ lầm. Từ khi tôi chuyển trường đến nay đã 4-5 năm rồi phải không? Tôi nghe họ nói cậu là quản lý ở đây. Cũng không có gì, mới được thăng chức. Đừng chỉ nói về tôi. Bây giờ cậu làm gì vậy? Còn làm gì nữa? Đương nhiên là đi học. Ồ, cậu vẫn còn đi học à? Đúng vậy, Hứa Thi Đình nghe tôi vẫn còn đi học, biểu cảm trên mặt có phần thay đổi. Vậy hôm nay cậu đến xem xe à? Mê mơn chỉ là đến xem thôi. Khi nói câu này, Hứa Thi Đình đã hoàn toàn mất hứng thú. Nếu thích hợp, hôm nay cứ đặt luôn đi. Đặt luôn là sao? Bây giờ sinh viên đại học cũng giàu thế rồi à? Chỉ là một chiếc xe đi lại thôi, số tiền đó tôi vẫn có. Vài chục vạn cũng chỉ là bấy nhiêu thôi à? Bạn của cậu thật giỏi đấy. Nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt Hứa Thi Đình. Nếu Sở Tinh Hà thật sự chỉ đến xem xe, thì họ cũng chỉ là bạn cũ thôi. Cậu đi làm việc đi. Bạn cũ của tôi, đương nhiên tôi sẽ tự phục vụ.
Tuy cô nhân viên bán hàng hơi miễn cưỡng, nhưng cũng không dám nói gì. Vâng giám đốc Hứa, bạn cũ muốn mua xe giá bao nhiêu vậy? 30 vạn hay 50 vạn? Vì là bạn cũ, tôi nhất định sẽ cho cậu ưu đãi. Đều không phải, anh ta hơi nhíu mày. Tưởng rằng tôi đang đùa anh ta, miễn là thích hợp, tôi có thể chấp nhận bất kỳ giá nào. Tiếp theo từ tập trước, tôi đến đại lý 4AC của bạn cũ, nhưng lại bị anh ta khinh thường. Bạn cũ nói chuyện thật là tự tin. Nếu như vậy, thì chiếc xe này thế nào? BMW CGC5, xe không trang bị 40 triệu, nếu tính cả phí thì dưới 60 triệu. Quá bình thường, ngoài đường đẩy ra. Quá bình thường, xem ra bạn cũ này thật sự đã giàu có rồi. Vậy chiếc này thì sao? BMW CG7, xe đủ dài, khoang carbon đủ rộng, động cơ cũng rất mạnh, xe không trang bị 80 triệu, tính cả phí khoảng 100 triệu. Không được, quá già nua, một sinh viên lái xe như vậy thì rất lạ. Vẫn không được, anh ta không nhịn được nghi ngờ liệu Sở Tinh Hà có thật sự giàu có, hay chỉ đến đây để chọc kẹo anh ta đã trở nên bất lực. Ngay sau đó tìm đến cô nhân viên bán hàng Lan đã tiếp đón tôi trước đó, cho cô 20 phút để bán được chiếc này, nếu không thì bảo anh ta cút đi. Thưa ngài, giám đốc có chút việc, để tôi tiếp tục giới thiệu cho ngài. Không cần giới thiệu nữa, xe đắt nhất của các cô là BMW CG9 đúng không? Đúng vậy thưa ngài, có xe giao ngay không? Cô tôi hỏi có xe giao ngay không? Thưa ngài xin đợi một chút, tôi kiểm tra lại. Thưa ngài tôi đã kiểm tra, hiện tại có một chiếc. Nhưng thưa ngài giá xe này, giá niêm yết chính thức là 260 triệu, tuy có ưu đãi, nhưng tính cả thuế trước bạ và các loại phí khác, giá lăn bánh trên 300 triệu rồi. Ừ chiếc xe này. Cô đi ký hợp đồng đi, nhớ ghi danh số của chiếc xe này vào tên của cô, ai muốn cũng không cho. Các cô có nghe không? Vị khách hàng vừa rồi muốn đặt BMW 960 đấy. Cái đẹp thật không vậy? 960 lăn bánh phải 300 triệu chứ. Thật không ngờ, trông có vẻ rất trẻ, mà lại hào phóng thế. Cô ăn kiếm được khá khá đấy, một đơn hàng hơn chục triệu đấy. Hứa Thế Đình đúng lúc nghe được cuộc đối thoại này, không nhịn được ngẩn ra. Làm sao có thể, anh ta giàu thế à? Chẳng lẽ tên này thấy tôi khinh thường anh ta nên cố tình chọc tức tôi? Nếu chỉ có vậy mà có thể chọc tức tôi, thì anh ta cũng đánh giá thấp tôi quá. Nếu thật sự mua được thì thôi, anh ta vẫn không tin Sở Tinh Hà có đủ khả năng mua. Đây là một chiếc xe mà nhiều người cả đời cũng không mua nổi. Không lâu sau, cô An mang hợp đồng vào văn phòng. Hai bên đã ký kết hợp đồng chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Sở tiên sinh, xin chúc mừng ngài đã trở thành chủ xe đáng kính của BMW. Ngài có muốn lái xe đi ngay không? Hay để chúng tôi làm thủ tục đăng ký xe trước? Gắn biển số xe. Các anh làm đi, tôi lái xe đến. Sau khi làm xong thủ tục, các anh gửi xe đến Đại học Vân Châu. Sở tiên sinh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm việc liên tục để sớm hoàn tất mọi thủ tục cho ngài. Hứa Thi Đình nhìn cảnh này mà trố mắt há hốc. Ban nay anh ta vẫn nghĩ tôi chỉ là một anh chàng nghèo khổ hay khoe khoang, làm sao có thể như vậy. Khi về đến ký túc xá, tôi vội vàng tiến hành rút thăm. Chúc mừng chủ thể nhận được công ty người mẫu Tinh Dư. Ừ, công ty người mẫu. Công ty người mẫu, trong công ty có rất nhiều người mẫu không nhỉ? Sở Tinh Hà không nhịn được mà mắt sáng rực lên. Lúc này, tại phòng giám đốc của công ty người mẫu Tinh Dư, tổng giám đốc Dương Kỳ mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Cô nói gì vậy? Tân chủ sắp đến rồi. Bên cạnh cô ấy là thư ký, cũng là thư ký tổng của công ty này. Đúng vậy, tôi vừa nhận được điện thoại của tân chủ, ông ấy nói đang trên đường rồi. Điện thoại của tân chủ. Vậy cô nghĩ tân chủ này là người như thế nào? Điều này thì không biết, chỉ là nghe giọng rất trẻ. Tên là Sở Tinh Hà, một người trẻ tuổi, chỉ trong một đêm đã trở thành chủ nhân của chúng ta. Hình như xuất thân không nhỏ, nếu tân chủ có thân phận xuất thân lớn, đối với chúng ta cũng là điều tốt. Tân chủ có lẽ sẽ giúp chúng ta tiến xa hơn. Dù sao thì nói, hôm nay tân chủ đã quyết định đến, chúng ta nhất định phải để lại ấn tượng tốt với tân chủ. Nửa tiếng sau, tại bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà Vân Thiên, tôi đỗ xe BMW, bước vào thang máy, đi đến tầng có công ty người mẫu Tinh Dư. Theo thông báo của hệ thống, công ty người mẫu Tinh Dư hẳn rất nổi tiếng. Anh cũng đến thi tuyển người mẫu à? Thi tuyển người mẫu? Đúng vậy, hôm nay là lần thi tuyển quy mô lớn đầu tiên trong tháng. Nhưng tôi nghe nói lần này số người trúng tuyển không nhiều. Tôi em rằng cơ hội không lớn, nhưng anh không cần phải lo. Nam người mẫu quá ít, anh lại rất đẹp trai, chắc chắn sẽ thi tuyển thành công. Cô cũng đừng lo, lợi thế của cô rất rõ ràng, chắc chắn sẽ đậu. Hy vọng là như vậy, đừng bi quan như vậy, tôi nói cô chắc chắn sẽ đậu mà. Nghe anh nói vậy, tôi tưởng anh là ông chủ công ty chứ. Nhưng cũng cảm ơn anh, nếu thật sự đậu thì tôi sẽ mời anh ăn. Được, vậy coi như đã hẹn nhé. Xin chào, anh đến thi tuyển à? Nếu thi tuyển thì ở bên kia, tôi đến tìm người. Tìm ai vậy? Tổng giám đốc và thư ký của các anh, hình như tên là Văn Thế Tĩnh đúng không? Anh tìm thư ký Văn, thật không may, hôm nay thư ký Văn rất bận, có việc rất quan trọng, sợ là không có thời gian gặp anh. Việc quan trọng? Việc gì vậy? Công ty chúng tôi đổi chủ rồi. Thư ký Văn với tư cách là thư ký tổng giám đốc, hôm nay trước khi tân chủ đến, không ai được phép đi quấy rầy cô ấy. Nguyên lai là chuyện này. Vậy anh đi gọi cô ấy, bảo cô ấy ra gặp tôi, nói với cô ấy tôi là Sở Tinh Hà, cô ấy sẽ biết phải làm gì. Anh đừng làm loạn như vậy. Tôi đã nói rồi, thư ký Văn hôm nay rất bận, bây giờ không có thời gian gặp anh. Khoan đã, anh nói anh tên gì? Sở Tinh Hà. Gì cơ, anh chính là tân chủ? Đúng là tôi. Vậy bây giờ anh có thể đi gọi Văn Thế Tĩnh được chưa? Cô ta hoảng sợ đến mức muốn chui xuống khe sàn. Bây giờ tôi đi ngay. Một lúc sau, Văn Thế Tĩnh và tổng giám đốc Dương Kỳ đi tới. Thật xứng đáng là công ty người mẫu. Chào Sở tổng, tôi là Văn Thế Tĩnh. Chào Sở tổng,
Tôi là Tổng Giám đốc Dương Kỳ. Tổng Giám đốc trẻ tuổi thế này, đã có thể ngồi vào vị trí này, hẳn năng lực của Dương Tổng cũng rất xuất chúng. Sở Tổng quá khen, so với Tổng, tôi chẳng là gì cả. Sở Tổng, phòng làm việc của ngài ở bên kia. Chúng ta đi xem phòng làm việc của ngài trước nhé. Không cần vội. Tôi nghe nói hôm nay có buổi thi tuyển người mẫu phải không? Đúng là có sắp xếp như vậy. Sở Tổng quan tâm mà, dù sao ông ấy đã nói, cô gái gặp trong thang máy chắc chắn sẽ vượt qua vòng thi tuyển. Đúng vậy, tôi nghĩ tôi có thể tham gia chứ. Đương nhiên rồi, bây giờ ngài là chủ nhân của chúng tôi, mọi chuyện ngài nói quyết định. Biểu hiện của em không tệ, về đợi thông báo đi. Tiếp theo là Dương Hiểu Lê. Các thầy cô chào, em là Dương Hiểu Lê, tôi bắt đầu biểu diễn đi. Được rồi, về đợi thông báo đi, tiếp theo. Như vậy Sở Tinh Hà đã thi tuyển vô số người mẫu. Tiếp theo là Chu Tư Nha. Các thầy cô chào, em là Chu Tư Nha. Chu Tư Nha đang chuẩn bị tự giới thiệu, nhưng khi cô ấy nhìn thấy tôi thì hoàn toàn sững sờ, sao lại là anh? Vân Thế Tĩnh và Dương Kỳ nhìn hai người, không hiểu Chu Tư Nha muốn nói gì. Có gì lạ lùng vậy? Chu Tư Nha đó là tên của cô à? Tuy tôi đã nói với cô những lời đó ở cửa công ty, nhưng trong công ty, tôi vẫn phải xem năng lực của cô để quyết định liệu cô có vượt qua vòng thi tuyển hay không. Biểu diễn của cô rất tốt, cô đã vượt qua vòng thi tuyển. Thật ạ? Chu Tư Nha không giấu nổi niềm vui trên gương mặt. Cảm ơn Sở Tổng, không cần khách sáo, biểu hiện của cô rất xuất sắc. Đó mới là lý do cô vượt qua. Dù anh ấy nói gì, Chu Tư Nha vẫn rất phấn khích. Đối với một sinh viên chưa tốt nghiệp, được vào làm việc tại Tinh Dư đã là cơ hội lớn lao. Hôm nay tạm thời là vậy, tôi cũng không muốn làm phiền công việc của các bạn nữa. Sau này trừ khi có việc gì quan trọng, nếu không thì không cần báo cho tôi. Sở Tổng làm vậy không hay đâu. Ngài là chủ nhân, nhiều việc chúng tôi đều phải xin ý kiến ngài. Không sao, cứ làm việc bình thường đi. Vậy thì cảm ơn Sở Tổng đã tin tưởng. Được rồi, các bạn tiếp tục làm việc đi, tôi tự về được rồi. Tôi bước ra khỏi công ty, vừa định bước vào thang máy thì có người gọi từ phía sau. Sở Tổng. Tôi quay lại nhìn thì thấy Chu Tư Nha vừa thi tuyển. Ủa, sao lại là cô? Cô không phải vừa thi xong sao? Em cố tình đợi ở đây để gặp ngài. Đợi tôi, cô có chuyện gì cần tìm tôi à? Trước đây không phải đã nói nếu em vượt qua vòng thi tuyển thì em sẽ cảm ơn anh đúng không? Những cách cảm ơn khác chắc anh cũng không thích, nên em muốn mời anh đi ăn. Đi ăn cũng được, dù sao tôi cũng chưa ăn. Vậy chúng ta cùng đi. Vậy Sở Tổng thích ăn món gì? Bất kỳ, tôi không kén ăn. Vậy à, vậy chúng ta đi Thiên Nam Plaza đi. Được, vậy Thiên Nam Plaza. Rất nhanh, tôi dẫn Chu Tư Nha đến bãi đỗ xe ngầm. Lên xe đi, tôi chở cô đi cùng. Sở Tổng thật không tiện. Rõ ràng là em mời ngài đi ăn, lại còn phiền ngài chở đi. Không sao cả, dù sao cũng đi đường. Cô vừa nói cô thường đi với bạn học, chẳng lẽ cô vẫn là sinh viên? Từ em vẫn là sinh viên. Nhưng Sở Tổng yên tâm, em đã không còn việc gì ở trường nữa rồi, sau này có thể đi làm bình thường hàng ngày. Cô ấy sợ vì chuyện này mà bị tôi sa thải. Không sao, tôi chỉ hỏi thôi, tôi không có ý sa thải cô đâu. Cảm ơn Sở Tổng thông cảm. Đúng rồi, cô đang học ở đâu vậy? Em học ở Đại học Vân Châu. Cô ở Đại học Vân Châu? Tôi hơi ngạc nhiên. Sở Tổng có chuyện gì vậy? Phải chăng Đại học Vân Châu không tốt à? Không phải vậy, chỉ là tôi cũng là sinh viên Đại học Vân Châu. Sở Tổng cũng là sinh viên à? Chu Tư Nha nhìn tôi mà không biết nói gì. Tôi trẻ tuổi đã làm chủ, lại là bạn cùng trường với cô ấy. Sở Tổng hiện đang học năm mấy vậy? Năm 4. Vậy thật là trùng hợp quá. Em cũng là sinh viên năm 4. Quả thực con người không thể so sánh. Thành tựu hiện tại của tôi đã vượt xa những gì nhiều người có thể đạt được trong cả cuộc đời. Dù sao thì tôi có hệ thống. Nửa tiếng sau, hai người ăn no nê. Ăn xong rồi, tôi dẫn cô đi dạo nhé. Ô Sở Tổng, em thật không tiện quá. Có gì không tiện đâu, đi thôi. Được rồi, cô đi đi. Dẫm lên giày của tôi rồi. Đây là đôi giày mới tôi vừa mua. Biết đôi giày này giá bao nhiêu không? Bán cô cũng không đủ tiền đền. Xin lỗi, bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền cho cô. Cô đền được à? Đền được cái này à? Đôi giày này tôi mới mua cách đây 3 ngày. Giá 80.000. Cô mặc đồ chợ trời thế kia, lấy gì mà đền? Cô ta đền không nổi, còn tôi thì không sợ. Để tôi xử lý chuyện này. Nếu vậy thì dễ thôi. Đôi giày này giá gốc 80.000, cộng thêm thời gian tôi phải đợi ở đây, tính cho cô 100.000 nhé. Đưa 100.000 ra, chuyện này coi như xong. 100.000 được. Tiền thì tôi đền cô, còn chuyện cô mắng chửi tôi thì sao? Anh muốn gì nữa? Anh còn muốn gì nữa? Hay là anh muốn đánh tôi? Cô nói đúng, tôi muốn đánh cô. Anh dám đánh tôi sao? Anh có biết tôi là ai không? Chúng tôi là Phó Tổng Thiên Nam Plaza đấy. Một tai nạn bất ngờ, tôi tái sinh vào ngày đầu tiên năm 4. Và ràng buộc hệ thống, người chơi nổi tiếng lái siêu xe. Gì cơ, chồng cô ta là Phó Tổng Thiên Nam? Sở ca, chúng ta đi thôi. Đi không được. Tôi muốn xem thử xem đây là nhân vật lớn nào. Chồng ơi, có người dẫm lên giày của em và đánh em. Ai dám đánh em? Anh qua đây nhanh lên, em đang ở Thiên Nam. Anh qua ngay đây, bà xã yên tâm. Bất kể là ai, hôm nay sẽ phải trả giá. 10 phút sau, Thẩm Thiên Nhất chạy tới. Chính anh ta đánh em. Anh ta rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy tôi, toàn thân anh ta run lên bần bật. Sở tiên sinh là ngài đấy à? Đối với người bình thường, Thẩm Thiên Nhất của là nhân vật lớn, nhưng đối với tôi, anh ta chỉ là cấp dưới. Anh tự xử lý chuyện này đi. Thẩm Thiên Nhất hoảng sợ trong lòng, vội vàng đồng ý. Sở tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng. Trước mặt Sở Tinh Hà, anh ta thực sự hơi khủng núm. Chồng ơi, anh làm gì vậy?
Không phải anh nói sẽ trừng phạt chúng nó sao? Chồng ơi, anh làm gì vậy? Sở tổng, vợ chồng tôi thật vô dụng. Người phụ nữ vẫn định nổi giận, nhưng khi nghe Thẩm Thiên Nhất nói thì hoàn toàn sững sờ. Sở tổng, chẳng lẽ ông ta chính là chủ nhân Thiên Nam Tinh Dư Sở Tinh Hà? Và Chu Tư Nhà bên cạnh tôi cũng hoàn toàn bất ngờ. Mau xin lỗi sở tổng và cô gái này. Xin lỗi sở tổng. Được rồi, tôi cũng không muốn làm mất không khí, nhưng sau này đừng để tôi gặp lại ở Thiên Nam Plaza nữa. Vâng, tôi hiểu rồi. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Sở tiên sinh yên tâm, nếu có lần sau xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi sẽ tự xin nghỉ việc. Thẩm Thiên Nhất cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiểu rồi. Sở Tinh Hà sẽ không tiếp tục điều tra vụ việc này nữa. Đi thôi, chúng ta đi. Sở Tinh Hà đi nhé. Thẩm Thiên Nhất rất rõ ràng, nếu làm Sở Tinh Hà tức giận, chức vụ của mình có thể mất bất cứ lúc nào. Sở ca, sao Thẩm tổng lại đối xử với anh rất khách khí vậy? Cô ta thực ra đã đoán được, nhưng không dám khẳng định, cần phải được Sở Tinh Hà xác nhận. Chắc cô đã đoán ra rồi chứ? Tôi là chủ nhân Thiên Nam. Thật ạ? Chu Tư Nha hoàn toàn sửng sốt, mặc dù đã đoán được câu trả lời này, nhưng khi được tôi xác nhận, cô ấy vẫn không khỏi bàng hoàng. Thiên Nam Plaza cũng là tài sản của tôi, nếu không thì tại sao anh ta lại sợ tôi đến vậy? Thiên Nam Plaza đều là của tôi, ai làm tôi không vui, tôi sẽ khiến họ khó chịu. Tôi nói như thế đó là chuyện rất nhỏ, nhưng đã làm sụp đổ hoàn toàn quan niệm của Chu Tư Nha. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, tôi đưa cô đi mua đồ, về nhà nghỉ ngơi đi. Sau khi đưa cô ấy về khu nhà, tôi lái xe đến công ty người mẫu Tinh Dư. Sở tổng hôm nay đến để kiểm tra công việc à? Gọi Dương tổng đến đây một lúc. Vâng sở tổng, tôi đi gọi Dương tổng giám đốc. Không lâu sau cô ấy dẫn Dương Kỳ đến văn phòng. Sở tổng nghe nói ngài tìm tôi. Dịp lễ quốc khánh này công ty chúng ta có kế hoạch gì không? Lễ quốc khánh tạm thời chưa có kế hoạch, không có hoạt động thì tốt. Tôi có một nhiệm vụ, nói trước với các bạn một tiếng. Sở tổng có thể nói rõ hơn về hợp tác mà ngài đề cập không? Lần quốc khánh này tôi dự định hợp tác với Thiên Nam Plaza. Thiên Nam Plaza, sở tổng có chắc chúng ta sẽ hợp tác với họ không? Đúng là Thiên Nam Plaza. Hay là Tinh Dư không thể nhận nhiệm vụ này? Không không không, tôi không có ý đó. Vậy là ý gì? Tôi chỉ là hơi lo về phía Thiên Nam Plaza thôi. Dù sao trước đây họ hợp tác với đều là những công ty người mẫu hàng đầu tỉnh. Quy mô của chúng ta hiện tại, Thiên Nam có lẽ sẽ không để ý. Dương Kỳ giải thích lý do lo lắng, thực tế cũng đúng là như vậy. Điều này cô không cần lo, phía Thiên Nam Plaza tôi đã nói rõ rồi. Miễn là Tinh Dư không có vấn đề gì thì có thể đến đó thảo luận hợp tác. Bất cứ lúc nào sở tổng, ngài có chắc không? Tất nhiên là chắc. Dương Kỳ hoàn toàn không nhận ra năng lực thực sự của ông chủ mình. Nếu cô vẫn không tin, bây giờ có thể gọi điện xác nhận với họ. Vâng, vậy sở tổng xin đợi một chút. Nói xong, cô ấy rời khỏi văn phòng để gọi điện. Không lâu sau Dương Kỳ quay lại. Phía Thiên Nam nói thế nào? Họ đã đồng ý. Giống hệt lời sở tổng nói. Lúc này Văn Thế Tĩnh cũng hoàn toàn sửng sốt. Thật không thể tin nổi, tân chủ giỏi thế này. Giờ thì sao? Các cô tin tôi chưa? Sở tổng, có thể cho chúng tôi biết ngài đã làm như thế nào không? Hai cô muốn biết à? Vâng vâng, thực ra rất đơn giản. Các cô biết Thẩm Thiên Nhất chứ? Đương nhiên là biết rồi, ông ta là tổng giám đốc Thiên Nam mà. Tôi chỉ cần nói với ông ta một tiếng là xong. Chỉ nói một tiếng thôi. Sở tổng đang đùa với chúng tôi phải không? Thẩm tổng là tổng giám đốc Thiên Nam cơ mà, làm sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Cô nói đúng, nếu là người bình thường, ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng tôi là chủ nhân của Thiên Nam đấy. Sao vậy sở tổng, ý ngài là gì? Sở tổng có ý nói ngài là chủ nhân thực sự của Thiên Nam Plaza. Nhân vật bí ẩn luôn ẩn mình sau hậu trường. Dương tổng giám đốc thật sáng suốt. Thực ra các cô không cần quá ngạc nhiên. Tôi nhớ ngày đầu tiên đến đây tôi đã nói rồi, Tinh Dư chỉ là một trong những tài sản của tôi thôi. Được rồi, vấn đề này đã rõ ràng, về sau tôi sẽ không can thiệp vào nữa. Đây là một cơ hội rất tốt cho Tinh Dư. Vì một tai nạn bất ngờ, tôi tái sinh vào năm 4. Ngày đầu tiên nhập học bị bệnh, đã lâu rồi. Lái siêu xe gây chú ý toàn trường đến đón. Sau khi từ công ty người mẫu về, tôi lái xe chuẩn bị về ký túc xá. Vừa xuống xe điện thoại đã reo. Mấy người đang làm loạn ở quán bar của chúng tôi. Người gọi chính là Giang Đào của quán bar Dạ Sắc. Mấy người làm loạn cũng đâu phải chuyện lớn lao gì. Loại chuyện này mà anh không tự xử lý được à? Bọn vệ sĩ anh nuôi ăn cơm nguội à? Chủ nhân, nếu là người bình thường, tôi chắc chắn sẽ tự xử lý. Nhưng những người này không phải người bình thường, tôi không dám động đậy. Không bình thường thì không bình thường thế nào? Họ là con trai của tập đoàn Đông Thuận Vân Châu, tôi không dám đụng vào. Được rồi, trước tiên anh kiểm soát tình hình đã. Tôi sẽ tới ngay. Giang tổng, chủ nhân nói gì vậy? Chủ nhân nói sẽ tới tận nơi. Giang tổng, chủ nhân tới cũng không xong đâu. Thân phận của chúng nó chủ nhân cũng không làm gì được đâu. Điều này thì tôi không biết, nhưng chủ nhân đã nói sẽ tới, nghĩa là chủ nhân có cách giải quyết. Hiện giờ cách duy nhất của họ là tin tưởng Sở Tinh Hà, chứ không phải là nhài ở đây. Giang tổng, họ nói nếu chúng ta không giao người thì Dạ Sắc sẽ không tồn tại nữa. Giang tổng, hay là chúng ta giao người đi? Chỉ là một cô gái thôi mà, giao ra là xong. Chúng ta phải giữ lấy quán ba. Ban đầu chỉ là xung đột giữa cô gái đó và sinh viên nước chúng ta không cần phải làm đến mức này chứ. Không được, chủ nhân đã nói sẽ tự tới giải quyết vụ việc này. Chúng ta phải đợi chủ nhân đến rồi mới nói chuyện. Nếu không, nếu bị truy cứu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm? Nghe vậy, hai người cũng im lặng. Anh là người phụ trách quán ba, giao cô gái đó ra. Nếu không, quán ba này đừng mong mở cửa nữa. Cô ta nói rất cứng rắn, tự tin vô cùng. Giang Đào biết họ bắt cô gái đi để làm gì, tuy không dám chọc họ nhưng cũng không muốn làm điều phi lý. Đợi chủ nhân tôi đến, các người có thể nói chuyện với chủ nhân tôi. Chủ nhân các người thì sao?
Chỉ là mở một quán quán ba tồi tàn. Đừng có lớn lối. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây. Gọi người ra ngay, không có chuyện gì cả. Lúc đó, tôi vừa tới Dạ Sắc. Khi nhìn thấy tôi, Giang Đào lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân cuối cùng cũng đến rồi. Anh là chủ nhân quán quán ba này. Tôi nói cho anh biết, quán quán ba của các anh đang giữ người yêu của tôi. Bây giờ gọi cô ta ra ngay, nếu không, anh sẽ phải gánh chịu hậu quả. Anh tên gì vậy? Thằng chó đẻ dám lớn lối trước mặt ta. Sau khi dùng đan thủ thể lực hoàn toàn khác trước, anh ta trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Giang Đào và nhân viên quán quán ba đều sửng sốt. Chủ nhân, họ là con trai của tập đoàn Đông Thuận đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ để tôi lo. Anh đợi đã. Ta sẽ không để yên cho anh đâu. Chúng ta đi thôi. Chủ nhân, tập đoàn Đông Thuận có giá trị gần 5 tỷ đấy. Ngài đối xử với họ như vậy hôm nay, em rằng họ sẽ không bỏ qua đâu. Không bỏ qua? Tôi cũng không định bỏ qua. Chủ nhân, nếu họ truy cứu trách nhiệm. Giang Đào hơi lúng túng. Anh không cần lo, tôi có cách xử lý. Giang Đào trước mặt hoàn toàn không biết năng lực thực sự của tôi. Mặc dù Thiên Nam cũng chỉ có giá trị khoảng 3 tỷ thôi. Giang Đào nhớ kỹ đây, từ nay về sau quán quán ba Dạ Sắc không đón tiếp những người này. Nếu tôi phát hiện ra, anh sẽ mất chức quản lý. Chủ nhân yên tâm, tôi biết phải làm gì rồi. Nói cho tôi nghe lý do họ làm loạn. Giang Đào kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Nếu nói vậy, tất cả đều vì một cô gái. Nói ra thì cô gái đó cũng khá can đảm, biết mình khó thoát thân nên đã trực tiếp lấy chai rượu đập vào họ. Cô gái đó đâu? Đang ở phòng VIP tầng 2. Phòng VIP tầng 2. Dẫn tôi đi xem. Sau đó hai người lên tầng 2 phòng VIP. Chủ nhân chính là người này. Cô ấy trốn ở góc nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt rất sợ hãi. Như thể nếu tôi có bất kỳ ý đồ xấu nào, cô ấy sẽ lập tức tấn công. Đừng sợ, tôi là chủ nhân quán quán ba, không có ý đồ xấu. Anh nói thật à? Không phải đến bắt tôi giao cho bọn xã hội đen đó chứ? Đương nhiên là không rồi, tôi sẽ không làm những việc phi lý như vậy. Vậy anh hứa đi. Được, cô muốn tôi hứa như thế nào? Anh hứa người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc. Được, tôi hứa người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc. Bây giờ cô tin tôi chưa? Được rồi, tôi tin anh. Cô tên gì? Tôi tên Dệ Thi Thi. Dệ Thi Thi tên hay đấy. Nghe rất dễ thương. Dệ Thi Thi không nhịn được mà đỏ mặt. Khi Sở Tinh Hà bước vào ban đầu, cô đã cảm thấy anh ấy rất đẹp trai. Nếu không phải vì không biết thân phận của tôi. Cô tự đến đây à? Tôi không một mình. Tôi đến cùng bạn trai. Vậy bạn trai cô đâu? Không biết, lúc trước anh ấy nói đi vệ sinh. Nhưng sau đó tôi bị bọn kia vây quanh, cho đến giờ vẫn không thấy anh ấy đâu. Vừa trải qua chuyện như vậy mà bạn trai lại biệt tâm luôn. Nguyên lai là vậy. Khó trách nhân viên của tôi nói chỉ có một mình cô. Cô dám động thủ với những sinh viên nước ngoài kia, khá can đảm đấy. Tôi cũng không muốn vậy, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Tôi chỉ muốn tự vệ thôi. Cô đã làm rất đúng. Con gái ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình. Xin lỗi vì đã gây náo loạn, khiến ngài không thể kinh doanh hôm nay. Không sao, anh nói xem hôm nay thiệt hại bao nhiêu, tôi xem có thể bồi thường cho anh không. Theo doanh thu bình quân thì khoảng vài chục ngàn đi. Vài chục ngàn. Một tai nạn bất ngờ, tôi tái sinh vào ngày đầu tiên năm 4 và ràng buộc hệ thống thần hào, lái siêu xe gây chú ý toàn trường. Với khả năng rút thăm thần hào của tôi, hôm nay tôi lại rút được khả năng đánh giá nhân tài. Thiệt hại vài chục ngàn trong một đêm, nhiều vậy sao? Dù gì anh ta cũng chỉ là sinh viên đại học thôi, cho dù chỉ vài nghìn cũng đã là số tiền lớn rồi. Xin lỗi, tôi không có nhiều tiền như vậy. Đừng khóc, tôi đâu có bảo cô phải bồi thường đâu. Dệ Thi Thi đang khóc nức nở, nghe tôi nói, cô không nhịn được ngạc nhiên. Thật không vậy? Tôi có lý do gì phải lừa vậy cô? Thiệt hại của ngài thì sao? Chỉ vài chục ngàn thôi. Không sao cả, không tính là gì. Được rồi, lần này thật sự rất cảm ơn ngài. Khi nào có tiền, tôi nhất định sẽ đền cho ngài. Cô thật sự muốn bồi thường thiệt hại cho tôi à? Dù gì cũng là do tôi gây ra mất mát, tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu vậy, vậy tôi cho cô một cơ hội nhé. Cơ hội gì vậy? Cô làm việc tại quán quán ba của tôi nhé, sẽ không ảnh hưởng đến việc học. Có thời gian thì đến, tôi trả cô 20.000 một tháng. Dệ Thi Thi hơi ngỡ ngàng. 20.000 một tháng? Không, không được, 20.000 quá nhiều rồi. Tôi chỉ đến giúp việc thôi. Yên tâm đi, nếu tôi đưa ra mức lương này, nghĩa là cô xứng đáng với mức lương đó. Vậy được rồi, khi nào có thời gian tôi sẽ đến làm. Lương 20.000, ở Vân Châu thì không thể tìm được công việc tốt hơn thế. Anh ta chỉ là sinh viên đại học. Dệ Thi Thi rất sẵn lòng. Vậy coi như đã nhất trí rồi nhé. Giang Đào, Thi Thi, tôi giao phó cô ấy cho hai người. Chủ nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô Dệ. Thi Thi, sau này cô định làm gì? Về trường à? Tôi định về nhà một chuyến. Về nhà, cô là người Vân Châu à? Không, chị gái tôi ở Vân Châu. Thông thường tôi ở ký túc xá trường, đôi khi cũng về nhà chị ở. Vậy nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về luôn nhé. Ờ, đưa tôi à? Vậy có hơi. Có gì đâu, chỉ đưa cô về nhà thôi mà. Bây giờ tôi là chủ nhân của cô rồi đấy. Sở đại ca, tôi ở ngay đây này. Cô và chị cô ở luôn ở đây à? Đúng rồi Sở đại ca, vì anh đã đến đây rồi. Vào ngồi chút đi. Hai cô gái ở một mình, tôi là nam giới và không hợp lắm. Sở đại ca cứ yên tâm, chị gái tôi sẽ không phiền đâu. Vậy thì tôi xin phép vào nhé. Chị gái nhìn thấy tôi có vẻ hơi ngạc nhiên. Em gái lại dẫn một người đàn ông về nhà. Sở ca ngồi đi. Đây là chị gái của cô à? Ừ, đây là chị tôi. Thi Thi, đây là ai vậy? Dẫn người về nhà mà không gọi điện báo trước à? Đây là Sở đại ca, người đã cứu mạng em. Cứu mạng à? Chuyện gì vậy? Cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Dệ Thi Thi kể lại chuyện tối nay. Tên này, Lâm Đông, cứ để em gái một mình ở quán quán ba, thật không đáng tin cậy. Dệ Thi Nha nhìn Dệ Thi Thi nghiêm túc nói. Thi Thi, chị đã nói với em rồi, Lâm Đông không ổn.
không hợp với em. Nghe lời chị đi, nhanh chóng chia tay với Lâm Đông đi. Chị đừng nói nữa. Lâm Đông không phải người như vậy đâu Thi Thi. Tôi nghĩ chị em nói đúng. Bạn trai dẫn cô đi quán bar, mục đích thì không cần phải nói. Sở tiên sinh không nói điều khác. Chuyện tối nay thật sự rất cảm ơn ngài. Nếu không có ngài, thì không biết tối nay sẽ ra sao. Không có gì đâu, đó là việc nên làm. Đúng rồi, chưa giới thiệu với ngài. Tôi tên là Dậy Thi Nha, là chị hai của cô ấy. Tôi chị hai. Đúng vậy, chúng tôi còn có một anh trai nữa. Nhưng anh trai đã mất tích nhiều năm rồi. Đúng vậy, hiện tại vẫn chưa rõ tình hình. Chúng tôi trò chuyện khoảng nửa tiếng, sau đó tôi chuẩn bị ra về. Sở đại ca lái xe cẩn thận nhé. Khi xuống lầu, tôi nhớ ra hôm nay chưa rút thăm. Hệ thống rút thăm. Chúc mừng chủ thể nhận được một lần khả năng đánh giá nhân tài. Cái gì vậy? Đánh giá nhân tài, có thể khám phá nhân tài xung quanh chủ thể, giúp chủ thể dễ dàng bồi dưỡng nhân tài. Khám phá nhân tài xung quanh nhà, tức là một loại dây đa nhân tài. Lưu ý chủ thể hiện có nhân tài hàng đầu xung quanh. Có sử dụng khả năng này ngay bây giờ không? Nhân tài hàng đầu, nơi này còn có nhân tài hàng đầu nữa à? Xác nhận sử dụng. Sử dụng thành công, bắt đầu khám phá hệ thống. Biến thành một con trò bay về phía bên cạnh. Con trò dừng lại sau một bức tường. Ra đi, đừng trốn nữa. Rất nhanh có người từ sau bức tường đi ra. Chưa kịp tôi nói gì thì bên cạnh anh ta xuất hiện một dòng chữ. Dệ Long Ba AC cấp nhân tài hàng đầu. Anh trai của Dệ Thi Nha và Dệ Thi Thi, sát thủ hàng đầu thế giới, biệt hiệu Dệ Hoàng, xếp hạng 10 sát thủ hàng đầu thế giới. Đây chính là anh trai của hai chị em họ. Vừa mới nghe nói họ có anh trai, nhưng chẳng ngờ lại gặp ngay. Anh thật sự phát hiện ra tôi. Anh phát hiện ra bằng cách nào vậy? Anh không cần biết, anh chỉ cần biết tôi có cách của tôi. Dệ Long biệt hiệu Dệ Hoàng, xếp hạng 10 sát thủ hàng đầu thế giới. Tôi nói không sai chứ? Anh là ai vậy? Tại sao lại biết những điều này? Tôi đã nói anh không cần biết, tôi biết bằng cách nào. Tôi không chỉ biết những điều đó, tôi còn biết anh là anh trai Dệ Thi Nha và Dệ Thi Thi. Người đã mất tích nhiều năm. Một tai nạn bất ngờ, tôi tái sinh vào ngày đầu tiên năm 4. Và ràng buộc hệ thống thần hào, lái siêu xe gây chú ý toàn trường. Tiếp tục tập trước, tôi sử dụng khả năng đánh giá nhân tài. Lại phát hiện ra nhân tài cấp 3 AC. Anh biết những điều này bằng cách nào? Về thân phận của tôi, anh tự đi điều tra đi. Đúng rồi, tôi tên là Sở Tinh Hà. Biểu cảm của tôi vẫn bình tĩnh như không hề bị ảnh hưởng bởi ý chí giết người của Dệ Long. Sở Tinh Hà, Dệ Long nhíu mày, anh ta đang gắng sức suy nghĩ. Anh ta không dám nói mình rất rõ về các nhân vật lớn của Trung Quốc, nhưng hầu hết đều có nghe thấy. Nhưng cái tên Sở Tinh Hà này, anh ta thực sự chưa từng nghe nói. Anh biết thân phận của tôi, lại còn tiếp cận em gái tôi, anh có mục đích gì? Nói ra mục đích của anh đi. Muốn giết tôi à? Giết tôi có lợi gì cho anh chứ? Vậy anh muốn tôi giúp anh giết người à? Cũng không phải tôi nhìn vào năng lực của anh. Năng lực của tôi? Ý gì vậy? Ý là tôi muốn anh giúp tôi làm việc. Giúp tôi làm việc, làm thuộc hạ của tôi. Ý là như vậy. Ý tưởng của anh thật buồn cười. Làm tôi phải cười thôi. Anh biết thân phận của tôi thì cũng nên hiểu rằng tôi không thiếu tiền. Để tôi làm thuộc hạ cho anh, giúp anh làm việc, anh có gì để tôi bán mạng? Tôi biết anh không thiếu tiền, cho nên tôi không hề nghĩ đến việc dùng tiền để anh bán mạng. Anh rất thông minh, vậy hãy nói ra điều kiện của anh đi. Nếu không nói đến tiền thì chúng ta hãy nói về hai chị em của anh. Ban đầu Duệ Long vẫn đang suy nghĩ về tấm bài của Sở Tinh Hà, nhưng khi nghe tôi muốn nói về hai chị em của anh ấy, dùng hai chị em để đe dọa tôi, anh thật sự muốn chết. Tôi không có ý đe dọa anh, mà ngược lại là giúp anh. Giúp tôi ý gì? Với tư cách sát thủ hàng đầu thế giới, anh tự nhiên không thiếu thứ gì. Nhưng hỏi anh, trong hoàn cảnh này, anh có thể giúp gì cho hai chị em mình không? Họ sống trong hoàn cảnh khó khăn, còn gặp phải đủ thứ chuyện, nhưng anh chỉ có thể nhìn mà không làm gì. Nghe đến đây, Dệ Long cúi đầu. Anh hiểu rằng những năm qua anh đã thiếu nợ hai chị em quá nhiều. Nếu anh ra tay, sẽ khiến người khác chú ý đến họ. Anh chỉ làm hại họ thôi. Nhưng tôi thì khác. Mọi việc của tôi đều công khai minh bạch. Tôi có thể giúp đỡ họ mọi thứ. Anh giúp tôi làm việc, tôi sẽ giúp anh chăm sóc hai chị em. Anh muốn tôi giúp anh làm gì? Giết người hay loại bỏ đối thủ cạnh tranh? Tôi cảnh báo anh, tôi là một doanh nhân hợp pháp. Tôi không làm bất cứ việc gì bất hợp pháp. Tôi để anh theo tôi, chỉ để bảo vệ an toàn cho tôi thôi. Nói đơn giản hơn, là làm vệ sĩ bảo vệ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ cần bảo vệ an toàn cho tôi là được rồi. Tên này, nói rông dài với tôi. Cuối cùng chỉ vì chuyện đó thôi. Từ hiện tại chỉ đơn giản vậy, nhưng sau này không chắc. Bảo vệ an toàn cho tôi là chính. Nếu vậy thì tôi đồng ý. Tin tôi đi, sau này anh nhất định sẽ không hối hận vì lựa chọn này đâu. Sáng hôm sau, tôi bắt đầu rút thăm. Chúc mừng chủ thể nhận được khách sạn xuất sắc Vân Châu. Khách sạn xuất sắc chính là khách sạn đối diện Thiên Nam Plaza. Đó là một khách sạn 5 sao hàng đầu. Lúc đó điện thoại đột nhiên reo. Chủ nhân, tôi là Giang Đào. Có chuyện gì vậy chủ nhân? Chuyện chúng ta đánh nhau với bọn nhà giàu kia. Ngài còn nhớ không? Nhớ chứ sao nào. Chúng nó lại đến nữa rồi. Vừa rồi Phó Tổng Tập đoàn Đông Thuận gọi cho tôi, và chúng ta chuẩn bị đóng cửa tạm thời. Phó Tổng nào? Là Thụy Liên Sơn. Hiện nay công việc của Tập đoàn Đông Thuận cơ bản do anh ta quản lý. Vậy anh gọi lại cho anh ta, bảo anh ta nhất định phải tới khách sạn Thiên Nam trong vòng 2 ngày nữa. Tôi sẽ mở tiệc đón anh ta. Rồi tôi cúp máy và gọi cho Dệ Long. Dệ Long giúp tôi điều tra Thụy Liên Sơn và cô thư ký của anh ta. Ngày hôm sau, tôi dẫn Thẩm Mộng Giao đến chiếm lại khách sạn xuất sắc. Ô, thật không ngờ cũng có người đến đây. Thật đáng tiếc, cô gái xinh đẹp thế này, sao anh lại nói nhiều thế? Hành vi, nói năng cũng thô lỗ. Đây là nhà hàng cao cấp, anh không thấy xấu hổ vì thô lỗ của mình sao? Sao anh lại nói nhiều thế? Cô đừng nói nữa, để tôi xử lý, tôi có làm phiền anh đâu.
cho nên tôi mới nói anh không có ý thức. Với ý thức như vậy thì chỉ đủ đi ăn vỉa hè, quán ăn vỉa hè thôi. Chỉ một mình anh đã làm giảm đi đẳng cấp của tất cả khách hàng ở đây. Làm sao có người như vậy lại vào được đây? Ban đầu tôi còn nghĩ nhà hàng này không tệ, giờ thì cũng bình thường thôi. Nhân viên phục vụ mau đuổi anh ta ra. Thưa quý bà, thưa quý ông, quả thực không có hành vi nào vi phạm nội quy nhà hàng. Xin hãy thông cảm. Ý anh là sao? Anh muốn nói đây là lỗi của tôi à? Với tư cách nhân viên phục vụ, anh phải đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý của khách hàng. Gọi quản lý ra đây, gọi quản lý ra đây. Tôi muốn khiếu nại. Nhân viên phục vụ chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, chưa từng xử lý tình huống như vậy, nghe phải gọi quản lý. Mặt anh ta tái mét. Thưa quý bà, xin bà đừng khiếu nại tôi. Tôi mới chỉ làm việc ở đây được ít lâu. Nếu bà khiếu nại tôi e rằng sẽ bị sa thải. Một tai nạn bất ngờ, tôi tái sinh vào ngày đầu tiên năm 4 và ràng buộc hệ thống số 12, lái siêu xe gây chú ý toàn trường, tiếp tục tập trước. Tôi dẫn Thẩm Mộng Giao đến chiếm lại khách sạn xuất sắc, nhưng bị khách hàng khác khinh thường. Mau gọi quản lý ra đây. Đừng sợ, anh gọi quản lý ra đây, tôi đảm bảo anh sẽ không bị sa thải. Anh đảm bảo bằng cách nào? Anh tưởng khách sạn này là của anh mở à? Cô gái nói với vẻ khinh miệt, không hề kìm nén. Tôi lời quan tâm đến cô ta. Anh cứ gọi quản lý đi, tôi nói thì làm. Sở ca hay là chúng ta gọi Thẩm tổng qua đây đi. Thân phận của ông ấy ở đây chắc cũng rất có hiệu lực, có thể giải quyết vấn đề, không cần phiền phức như vậy. Chuyện nhỏ thôi. Không lâu sau, quản lý khách sạn gọi tới. Hai vị khách hàng, tôi là quản lý nhà hàng này. Nghe nói lúc này hai vị có chút bất đồng, có gì tôi có thể giúp được không? Ông là quản lý à? Tôi muốn khiếu nại nhân viên của các ông. Khiếu nại nhân viên của chúng tôi ư? Xin hỏi quý cô, lý do khiếu nại là gì? Lý do khiếu nại là nhân viên của các ông, với tư cách nhân viên phục vụ không nghe lời khách hàng, còn đổ lỗi ngược lại cho khách hàng. Khách sạn xuất sắc là khách sạn 5 sao hàng đầu Vân Châu. Nếu như người như vậy cũng có thể làm nhân viên phục vụ ở đây, những gì cô nói có đúng không? Quản lý, xin nghe tôi giải thích. Anh có gì để giải thích nữa? Khó nói tôi nói dối chứ? Cô ta nói giọng lạnh lùng, hoàn toàn không cho nhân viên phục vụ cơ hội giải thích. Quản lý rất nhanh đã đưa ra quyết định, sa thải một nhân viên phục vụ thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Nhưng nếu làm khách hàng phật lòng, thì danh tiếng khách sạn có thể bị ảnh hưởng. Những gì cô nói là đúng, đây thực sự là lỗi của chúng tôi. Nhân viên như vậy thực sự không nên xuất hiện tại khách sạn của chúng tôi. Quản lý, nhân viên phục vụ vẫn muốn có cơ hội giải thích. Tuy nhiên, quản lý nhà hàng hoàn toàn không cho anh ta cơ hội đó. Không cần nói nữa. Với tư cách nhân viên phục vụ mà lại chỉ trích khách hàng, đó là lỗi của anh. Đây là cách anh giải quyết vấn đề này sao? Thưa ngài, ý ngài là gì? Nhân viên phục vụ này không có lỗi, tại sao lại bị sa thải? Anh đứng đó đi, để xem hôm nay ai dám sa thải anh. Thưa ngài, anh in đi, gọi tổng giám đốc ra đây. Tôi muốn ông ta tự giải quyết vụ việc này. Xin lỗi quý khách, tổng giám đốc chúng tôi rất bận rộn, bất cứ vấn đề gì tôi cũng có thể giải quyết giúp quý khách. Ông không đủ tư cách để tổng giám đốc ra gặp bây giờ. Nếu ông ta nói là bận thì ông cứ nói với ông ta rằng tôi là Sở Tinh Hà. Xin ngài đợi một chút, tôi sẽ thông báo ngay cho tổng giám đốc. Chẳng lẽ tên này thật sự có thân phận gì đó đặc biệt? Tổng giám đốc Trịnh, quản lý Tôn của nhà hàng, ông ấy nói có một vị khách chỉ định muốn gặp ông. Khách hàng nhà hàng chỉ định muốn gặp tôi ư? Chuyện nhỏ như vậy cũng phải quấy rầy tôi? Ông hỏi anh ta xem. Tôn Nhất Long không muốn làm việc nữa à? Cứ để anh ta tự xử lý đi, tôi rất bận. Đúng rồi, quản lý Tôn cũng nói người muốn gặp ông tên là Sở Tinh Hà. Anh ta muốn gọi gì thì gọi. Sở Tinh Hà à? Vâng, Trịnh Tổng, quản lý tôi nói vị khách đó tên là Sở Tinh Hà. Nhanh lên, đi xuống với tôi. Trịnh Tổng đừng nói nhảm nữa. Sở Tiên Sinh ở đâu? Sở Tiên Sinh đang ở nhà hàng, tôi sẽ dẫn ngài đến ngay. Trịnh Tổng, đây là Sở Tiên Sinh. Chào Sở Tiên Sinh, tôi là Trịnh Hải Giang, Tổng Giám đốc khách sạn xuất sắc. Giọng nói của Trịnh Hải Giang khiến mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Trịnh Tổng chắc ông đã biết thân phận của tôi rồi chứ? Vâng, tôi đã biết rồi. Từ nay về sau, ngài chính là tân chủ nhân của khách sạn xuất sắc. Vì đã thông báo xuống dưới rồi nên tôi cũng yên tâm. Đúng rồi Sở Tiên Sinh, lúc nãy tôi nghe nói ở đây đã xảy ra chuyện không vui, có gì tôi có thể giúp được ngài không? Không có gì lớn, chỉ là có người nói tôi không đủ tư cách ăn ở đây thôi. Ồ, đây thực ra là một hiểu lầm mà. Lúc nãy ông không nói vậy, bây giờ lại nói là hiểu lầm. Ông tưởng khách sạn này là của nhà ông mở à? Thôi, chúng ta đưa anh ta vào danh sách đen luôn đi, sau này không được phép bước vào khách sạn này nữa. Sở ca anh nghĩ sao? Trịnh Tổng ông nghĩ sao? Những gì bạn gái ngài nói là đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôn Nhất Long, anh còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Anh không biết phải làm gì sao? Cô gái này, xin cô rời khỏi nhà hàng. Và từ hôm nay trở đi, khách sạn xuất sắc và tất cả cơ sở trực thuộc đều không đón tiếp cô nữa. Hai người thấy không còn lý do nên đã bỏ đi trong tức giận. Sau khi họ đi, điện thoại liền reo. Người gọi chính là Giang Đào. Chủ nhân, chúng tôi đã đến khách sạn xuất sắc rồi. Thị Liên Sơn đâu? Anh ta cũng đến rồi. Ừ, anh ta cũng đến rồi. Trịnh Tiểu Trịnh, anh đi sắp xếp một phòng VIP. Tôi muốn gặp khách. Vâng chủ nhân. Tôi đi ngay. Chủ nhân các người thật kiêu ngạo, bắt tôi phải đợi ở đây. Thị Tổng đừng vội, chủ nhân chúng tôi sắp đến rồi. Chủ nhân đến rồi, đây chính là tân chủ nhân của Dạ Sắc. Anh ta đương nhiên biết Dạ Sắc đổi chủ rồi, nhưng không ngờ tân chủ nhân Dạ Sắc lại trẻ tuổi như vậy. Chào Thị Tổng, tôi là Sở Tinh Hà, chủ nhân Dạ Sắc. Nguyên lai là Sở lão bản, kiêu ngạo thế kia. Tôi còn tưởng là nhân vật quan trọng nào chứ, hóa ra chỉ là một thanh niên thôi.